Hello mấy chị, bữa nay em sẽ live stream, nhưng mà em không có live stream bán quần áo nha. Bữa nay em sẽ live stream chia sẻ kinh nghiệm giành giải 100 triệu thách thức danh hài về cho mấy chị. Trời ơi, 8.000 người coi, cái này bán quần áo thứ gì chịu cho nổi. Mà thôi đi, để em chia sẻ kinh nghiệm tí. Mấy chị đi thi á, thật ra nó dễ ẹc à, có gì khó chứ á. Mấy chị vô phải tự tin, nhất phải tự tin, không có được gung nhau. Cái thứ hai là phải chân thật, đừng diễn lố. Tại vì ông nội Trấn Thành với ông nội Trường Giang diễn dữ lắm rồi, đừng diễn nữa. Nhưng mà về phần kịch bản, cứ đi tâm lý cho em. Cứ vô tâm lý là knock out lấy 100 triệu về liền. Mấy chị để ý, mấy chị để ý cho em ha. Ba ông cứu nội nó ghét nhau dữ lắm. Mấy chị chữ một trong ba ông, hai ông còn lại cần chết đó. Cái nguồn căng của ba anh em mình chứ đâu mà ra. Huy ơi là Huy, bà già cả rồi mà sao con không chịu ở nhà giúp đỡ bà vậy hả Huy? Mà sao con đi hoài vậy hả? Huy ơi là Huy. Huy! Mày là cái thằng vô dụng, mày chả làm được cái gì cả. Mày là cái thằng vô tích sự. Bà đang nói mày đấy. Mày nhìn ba mày này. Bây giờ mày nói xem mày làm được gì. Hả? Mày nói cho ba mày nghe coi. Hả? Lúc trước mày giả vờ yêu, còn bây giờ mày giả vờ điếc à? Để Mỹ nói cho mà nghe. Cái thằng Ngô Kim Huy á, nó làm MC mà nói dở như hạch vậy. Trời ơi, sao cô? Cô à, cô trending quá vậy cô? Mới vô câu đầu để Mỹ nói cho bà nghe là dính liền. Chết rồi, trời sao thằng em Huy nó như hạch. Mà vấn đề là cái... vậy nè, quý vị thấy không, nó không có gì đặc biệt, chỉ là cái chân thật một cái là dính liền. Trời ơi, mà cô, tại vì cô nói cái đó nó đúng cô. Năm ngoái là em chỉ đếm cho cô thôi, mà thôi năm nay em lên dĩa cũng hơi bị nhiều. Cô dĩa luôn hả? Mà cô chê cái chân thành thì sao? Mày làm MC thì mày cũng phải mà cố gắng cập nhật tình hình thế giới, cập nhật tình hình. Chứ có đâu mà mày lạc hậu quá vậy. Mày không nghe người ta nói sao? Khoai lang quá lứa, khoai lang sùng. Lấy nhầm cái thằng là lạc hậu quá, chẳng thà lấy cái thằng khùng mà sướng hơn. Cô nói cho con nghe nè, con là thanh niên, trẻ khỏe, con khỏe học, cái tính dứt khoát, cái chuyện nào ra chuyện đó. Thí dụ, con muốn làm trai thẳng thì con phải thiệt là thẳng vậy nè. Còn con muốn làm trai công thì con phải thiệt là công như vậy nè. Chứ mày đừng có lấp lửng cái kiểu 50-50 gì đâu. Có vụ lấp lửng 50-50 nữa. Trời ơi, duyên dáng quá à. Cô xin lỗi con. Trời ơi, sao dễ thương dữ vậy trời. Dạ. À, thì ra quy là 50-50. Dạ, tôi cho cô 60 tiếng. Cô thì thoải mái. 3, 2, 1 với mày mà đếm 10, 9, 8. Tào lao nhanh rồi là mày 10. Trời ơi, cái thằng này nó tào lao sợ rồi. Còn nhớ cái gì nữa. Dạ. Mày tào lao. Cô rầy mày là phải. À, con rút kinh nghiệm, con không đếm nữa. 3, 2, 1. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Mọi vật ở trên đời này, cái gì nó cũng thay đổi theo thời gian á. Nước ở dưới sông á, cũng có khi đầy khi cạn. Trăng ở trên trời á, cũng có khi mờ khi tỏ. Vật giá thị trường thì cũng có khi tăng khi giảm. Xăng bữa nay nó lên tới 25.000 một lít rồi nha, kinh khủng chưa. Vậy á, mà 6 mùa thách thức danh hài rồi, mùa nào Ngô Kiến Huy cũng nói có một câu không hề thay đổi. Các bạn có 60 giây để chiến thắng 2 danh hài.
Nếu tháng vòng 1 các bạn sẽ được 2 triệu. Có 2 triệu đồng bạc mà nó đói hoài, nó không tăng lên một lần nào. Yeah, 2 triệu. Duyên. Phải thán phục cô là cô gieo, cô gieo hay. Cuộc đời mà, nước dưới sông có lúc cạn lúc đầy, trăng trên trời có lúc mờ lúc tỏ. Mà đó, nói giá lúc câu lên lúc xuống. Đó, xăng bữa nay 25 mà thằng Ngô Kiến Huy 6 mùa này vẫn nói một câu 2 triệu đồng mà không ai lấy được. Em ơi, bên kia lấy 75, anh nên đâm đợt giảm giá mạnh 60. Dạ không, anh có một cái đầu à. 55. Dạ thì... 40. Mà chưa có biết đậu không nữa. 20. Mà không. Miễn phí. Dạ được. Rồi. À anh muốn nhờ em... người ta bấm giùm hả? Hả, bạn nam hả? Ờ, à, Phong Thủy rồi. Nói gì chứ, cái gì phải có giá đó em à. Em lấy 100 triệu rồi. Em mời diễn viên, à không, em mời đền xuống thì nó cũng phải có giá, cũng phải cúng cái gì đó. Dạ. Anh lấy khuyến mãi cho em, nhân dịp là vượt trước em được 100 triệu. Thôi thì anh lấy 95. Nếu thắng trong này anh lấy 70. Mà anh tài trợ em làm răng được, không lẽ anh tính với em mấy này. Bà muốn làm gì cũng được hết. Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của anh là gì? Dạ anh đứng thôi, anh đừng nói gì hết đó. Trời. Khoan, có bạn trai ngồi dưới nha. Dạ. Làm gì làm. Em dặn trước. Rồi. Vòng 1, 60 giây, bắt đầu. Anh Quy, em thương anh lắm anh Quy. Nhưng mà anh ngu quá à. Anh có biết á, công ty Điền Quân mà anh làm MC chương trình Thách Thức Danh Hài 4 mùa là vì lý do gì không? Bộ anh tưởng anh hay ho lắm hả? Người ta mời anh là để làm miếng hài cho thí sinh, rồi á, làm trò tiêu khiển cho hai ông này nè đó, rồi làm trò cười cho mọi người, cho khán giả nữa. Trời ơi, em nói anh mà anh đâu có nghe em đâu. Anh nhận đồng tiền đó anh không thấy nhục nhã hả anh Quy? Anh Thành, sao người ta mạt sát người em của anh mà anh cười kìa? Nó nói đúng mà. Cái gì? Anh nghĩ á, người ta bỏ tiền ra mấy chục triệu để người ta kêu anh vô nói lảm nhảm mấy câu. Ơ, dùng 1, 2 triệu, dùng 2, 10 triệu, dùng 3, 20 triệu. 60 giây bắt đầu, hết giờ rồi. Anh tưởng dễ ăn vậy hả? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Ừ, đúng rồi. Anh nhìn đi. Đó, cái ông đó cũng làm được đó. Ba chữ có lý quá, cãi ba kiểu gì bây giờ trời? Không cãi được. Không cãi được. Ai biểu mày nhờ? Tức quá. Anh cứ vừa đúng không? Dạ đúng rồi. À. Anh Quy, từ cái bữa mà thi tới bây giờ được 100 triệu á, em cũng chằn chọc suy nghĩ lắm. Người yêu em cũng theo hỏi em hoài à. Em với anh á, có liên quan gì đâu. Gặp nhau mới có 30 giây mà cũng không thân thích gì nữa. Tự nhiên tài trợ cho em làm răng cả 100 triệu. Chỉ có hai đường thôi. Một á, là anh lợi dụng em. Còn hai á, là anh yêu em rồi phải không? Nếu mà anh lợi dụng em á, em có thể xí xó em bỏ qua cho anh. Em nghĩ anh trẻ người non dạ, tham danh hám lợi, ăn chưa no lo chưa tới. Còn nếu mà anh yêu em thì anh từ bỏ đi. Tại vì em đã hứa trước toàn thể khán giả là em không có bỏ người yêu em rồi. Anh đừng tơ tưởng với em nữa. Cho dù á, anh cứ chiếm được cái hàm răng của em, anh cứ chiếm được cái hàm răng của em, hàm răng của em. Chiếm được hàm răng của em.
Vì sao Trường Giang anh cười là vì sao? Trong đầu mình nghĩ là cho dù anh có lấy được cái thân xác này hay là anh có chiếm được cái trinh tiết hay gì của em thì em cũng không bao giờ mà yêu anh. Nhưng mà bà nói là chiếm hàm răng. Mà nhé răng ra coi. Đó. Ai không ai rảnh chiếm hàm răng của bà. Có đâu mà chiếm. Chiếm về để tao đánh răng hả? Trời ơi. Trời, bà nghĩ sao vậy? Ồ, có 30 giây gặp nhau mà tại sao lại bà tài trợ hàm răng cả 100 triệu? Một là định lợi dụng em. Lợi dụng em, ham danh ham lợi. Hai là anh vì yêu em. Anh bỏ cái tư tưởng đó đi. Em đã hứa cho hàng ngàn khán giả rồi. Trời ơi. Phải gì này, em bỏ chứ yêu em mà lấy chữ chiếm đoạt em á là cười nhiều hơn rồi đó. Yêu nó nhẹ, không dùng cái từ đó nó nhẹ. Một là anh lợi dụng em, hai là muốn chiếm đoạt. À, dạ, trong năm à, con mời à, anh Quy xuống diễn với. Trời ơi. Trời ơi. Ủa. Khoan xí. Tại sao con cứ mời nhà tài trợ con suốt hoài vậy? Sao không có mời? Có bước cùng hưởng, có quả cùng chia. Bắp ơi. Cái gì người ta đã bắt đầu với em thì người ta phải kết thúc với em thôi. Em là cái cớ, em hiểu chưa? Dạ. Để bắt đầu một mối tình. Bước trong xuống mối tình thì bạn ấy đã có rồi người yêu. Ờ, ủa? Tôi nói vậy em cãi hoài, em bước xuống đi. Em đừng phụ lòng người ta. Em chắc là mời nhà tài trợ em xuống chứ? Dạ chắc. Vận mạng của cái răng. Kêu người ta lên bấm đi kìa. À đây mời bé, em bấm bấm giùm em là hơn. Năm sau chắc chắn là cái ông đó làm MC đó. Tự nhiên giờ có người diện để kiếm cơm bị mém xuống mời xuống diễn. Không phải, tại nó vạch mặt em. Dạ anh đứng vào đây đi anh. Kiếm tiền dễ quá, bấm chuông không mà quá trời. Tập trước chửi em 60 giây, bây giờ quá chửi nữa. Anh Quy, anh muốn chiếm đoạt em phải không? Bây giờ em bỏ người yêu em để em theo anh rồi nè. Bây giờ em bước vô showbiz rồi, em phải quen một cái người mà đẳng cấp tài giỏi như anh. Trời ơi trời. Anh nhìn mặt anh giống anh thèm khát em dữ vậy. Nhưng mà bật mí cho anh biết, em quen ảnh 1 năm rồi, em chưa cho anh hôn. Bây giờ á, em sẽ dâng hiến cái nụ hôn đầu đời của em cho anh. Bây giờ á, anh hôn em đi, để mà anh cảm nhận cái được cái nụ hôn cái lúc mà chưa có răng á, lạ lắm. Phải lên anh đứng ngay đây nè. Quy ơi, em là nguồn cơm của mọi cảm xúc. Mà có dụ anh phải cảm nhận cái nụ hôn lúc không có răng cậu ơi. Mirinda dành cho tất cả bao người, vì Mirinda ngon sáng lưỡi, dành cho tất cả